Võ sư Hoàng Đình Phong, nguyên huấn luyện viên trưởng quốc gia môn Pencak tại SEA Games 18 Thái Lan, võ sư cấp 18/18 võ cổ truyền Việt Nam và là đồng thời là chủ nhiệm võ đường Đình Phong. Vâng. Hiện giờ chúng tôi đang triển khai ở trong các trường học từ mầm non đến người cao tuổi, mà nhất là ở khối trường học. Thì hôm nay chúng tôi là buổi thi báo cáo kết quả kiểm tra của 14 phân đường trên địa bàn thành phố Hà Nội. Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đây thì các em đã rèn luyện được thắng chính mình. Đấy, buổi kiểm tra là để các em rèn luyện ý chí để bước vào năm học mới, làm sao để văn hóa các em học tập tốt hơn. Hôm nay cái lứa tuổi chúng tôi từ 5-6 tuổi đến khối thanh niên. Thì mục đích là hôm nay là những cái bài kiểm tra là thi quyền, thi đối luyện, thi chiến thuật, thi công phá và phần nội công. Đó là đặc trưng của phần kiểm tra buổi ngày hôm nay. Tôi trong thời gian tới là chúng tôi vẫn phát triển các câu bộ võ thuật ở trong các trường học, từ trường và nhất là các đặc điểm và khối trường học. Và đặc phát triển các câu bộ võ thuật, võ cổ truyền trong các trường học. Vừa rồi là cũng truyền bá được hai cái bài Mai Hoa Tứ Lộ và bài Tứ Hình Đao, và các cụ đã giành được huy chương vàng tại giải võ thuật cổ truyền của thành phố Hà Nội. Đấy là những cái điều mà rất là sức khỏe, cũng là mang đến cho mọi người, đó là niềm hạnh phúc của võ đường Thanh Phong chúng tôi. Và tôi là Hoàng, tên là Hoàng Văn Lịch ạ. À, và chức danh ở võ đường ạ. Chức danh võ đường hiện nay là tôi đang được thầy Phong đấy giao cho làm phó chủ tịch hội cha mẹ học sinh của võ đường Thanh Phong. Và dạ vâng, đối với tư cách là một trong những phụ huynh học sinh hiện nay đang có con theo học võ đường ấy, thì tôi thấy rằng đây là một hoạt động thể thao rất là có ý nghĩa. Thì tôi thì quan niệm rằng là muốn học trò giỏi, muốn có một cái tinh thần tốt thì trước hết nó phải có một cái thân thể, một cái sức khỏe tốt. Thế thì chính vì cái tâm niệm đó mà tôi luôn chú ý cho con tôi những hướng hoạt động thể thao. Thì trong quá trình hoạt động thể thao thì bà cũng thăm dò một số, thì tôi đến võ đường Thanh Phong, bởi vì khi tôi thấy các cháu tập thì tôi có thấy các cháu tâm niệm 6 điều tâm niệm, thì trong 6 điều tâm niệm đó tôi thấy rằng nó chứa đựng rất nhiều ý nghĩa nhân văn. Và tôi cho rằng là ngoài khi mà đưa cháu đến đây tập, ngoài cái chuyện cháu rèn luyện sức khỏe, cháu rèn luyện được cả cái đạo đức, tinh thần võ thuật, và những cái điều đấy thì nó rất cần cho cái hoạt động học hành và hoạt động để hoàn thành nhân cách, để xong rồi phục vụ cho học tập và để làm con người tốt, con tốt trong gia đình cũng như công dân tốt cho xã hội. Đó chính vì lý do đó mà tôi gửi gắm con tôi đi học. Lớp 12A2 trường Trung học phổ thông Lê Văn Thiêm. Vì đây là đam mê của em từ hồi nhỏ rồi ạ. Em lựa chọn võ đường Thanh Phong vì đây là một phần là do sở thích của em từ hồi nhỏ. Một phần khác là em thấy hoạt động ở võ đường rất là
bổ ích, rất là mang lại rất nhiều điều thú vị cho em. Ở võ đường em sẽ có được rèn luyện được sức khỏe, sự tự tin và bản lĩnh. Quan trọng nhất là sức khỏe. Còn em mong muốn là võ đường ngày càng phát triển. Em cũng có điều kiện tốt để tham gia võ đường được nhiều hơn. Em tên là Hoàng Khánh Vi, học lớp 4B, học trường tiểu học Trưng Vương ạ. Em có thể cho chị biết là lý do vì sao em lại thích võ đường? Em học võ để mình khỏe hơn và để biết tự vệ ạ. Em lựa chọn học võ để em thấy mình có thể khỏe hơn và có thể tự vệ khi bị người khác bắt nạt ạ. Vì trong cái quá trình học ấy thì em các thầy cô cho em những bài quyền tinh quyền, thủ đầu quyền, mai hoa tứ lộ với cả bát quái côn ạ. Đến bây giờ em học cái gì rồi? Bây giờ là em đang học bắt quái côn ạ. Em thấy là trong thời gian trong cái lúc học ấy thì em cũng như các bạn ấy em có cảm hứng là sau khi em học rồi thì lợi ích của việc học võ là có thể tự vệ được ạ. Trong chú là Lê Ngọc Binh, nguyên trưởng môn võ thuật Việt Nam. Đấy. Chú là Lê Ngọc Binh trưởng, tức là nguyên là trưởng bộ môn võ thuật Việt Nam. Trong thời gian mà tôi theo dõi thì võ đường Thanh Phong là một võ đường rất là tốt, không cứng như của Việt Nam, của thủ đô rất là tốt. Nếu mà thời gian tới mà nhân rộng là điều rất tốt, bởi vì võ đường Thanh Phong là nguyên là huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia thì môn pencastilat đội tuyển Việt Nam ấy, đã mang nhiều huy chương cho Việt Nam. Thế anh vừa rồi lại có đường về hoạt động ở thành phố cũng như là các trường học ấy, thì cái hiện nay là thể thao nâng cao mà nếu mà để phát triển một cách vững chắc ấy, thì phải có một cái chân đế tốt. Thế cho nên những huấn luyện viên giỏi thì là thường thường người ta thì huấn luyện ở những cái cơ sở thì quá tốt, bởi vì là những cái là như các cháu mới học ấy, thì là nét bút như thế nào ấy, thì trong võ thuật cũng như thế, tức là những cái huấn luyện viên giỏi và được truyền đạt cho các cháu từ lúc mà mới bắt đầu nhập học ấy, thì là rất tốt, bởi vì các cháu chưa biết động tác, chưa biết kỹ thuật. Ví dụ tôi nói một bơi, nếu mà anh huấn luyện anh có thể là thành tích tốt nhưng mà anh chưa được huấn luyện bao giờ, sau khi mà huấn luyện nâng cao thì khi mà sửa động tác thì nó lại không bởi vì nó cứng và nó lại rất là nó thành cái cố thủ rồi. Thế cho nên là nó rất khó, cho nên những vận viên mà đào tạo được mà tốt ấy, thì phải trở thành những nhà vận viên sau này, thì là các cháu là phải là từ lớp tức là 5-6 tuổi mà huấn luyện từ những cái nét cơ bản, bước đi các nắm đấm ra làm sao và cách di chuyển như thế nào thì sau này phát triển dần nó sẽ tốt. Bởi vì chính vì vậy cho nên là võ đường Thanh Phong là một hoạt động hiện nay tôi biết là hơn 5 võ đường ở Hà Nội, thì một cái phong trào rất là tốt, và nếu mà được nhân rộng thì là phong trào có thể phát triển tốt trong sau này nữa, mà có thể vừa tức là đưa cho các cháu trong học tức là sức khỏe tốt, học tốt, mà có thể là cũng đây từ đây có thể tuyển chọn những vận viên xuất sắc sau này cho Việt Nam. Vừa rồi thì tôi thấy là hiện nay là Bộ Giáo dục Đào tạo cũng kết hợp với lại bên Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, thì là nếu mà phát triển thể thao trong trường học là một cái điều rất tốt, là bởi vì là những vận viên tốt thì được đào tạo từ cơ sở trường học, từ tiểu học, trung học đến đại học, thì qua đây mới có thể phát hiện được những vận viên giỏi,
Thế cho nên là đưa cái thể dục thể thao và giáo dục thể chất vào cái trường học là rất là đúng đắn, bởi vì là qua đây thì là vừa có thể rèn luyện cho các cháu sức khỏe tốt, vừa có thể là tuyển chọn những vận viên tốt sau này cho Việt Nam. Ra ngoài. Ui. Sau này đen lên kia. Người quá to. Một. Bạch Bảo. Hai. Hai. Bốn. Hơn. Năm. Sáu. Đấm xuống đầu. Một. Hai. Thank you.
ngày 10/10/2010 và đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội, Võ Thuật Lăng Quang đã vinh dự tham gia biểu diễn võ thuật tại đền Đài Lý Thái Tổ. Năm 2012, Võ Thuật Lăng Quang đã vinh dự tham gia biểu diễn tại Liên hoan võ thuật thanh niên Bộ Công an thành phố Hà Nội, tham gia biểu diễn những ngày văn hóa các dân tộc tại Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội. Không ngừng lớn mạnh, Võ Thuật Lăng Quang với trụ sở chính tại 20 phố Cầm Cờ Hà Nội và các cung đường đang ở nơi rèn đức, rèn người, tìm kiếm tài năng, tạo ra những công dân có ích cho đất nước, tô đậm thêm những trang vàng truyền thống rực rỡ của Võ Thuật Lăng Quang. Đến với cuộc thi đấy. Để buổi thi liên tục kiểm tra đạt kết quả cao nhất đúng với mục đích và tôn chỉ của Võ Thuật Lăng Quang đề ra. Xin thề. Từng hoa hành động hôm nay em thay mặt tất cả môn sinh Võ Thuật Lăng Quang xin thề bên em hết khả năng của mình để buổi thi đạt kết quả cao nhất. Xin thề. Đây là Minh. Vừa là người thầy trực tiếp của tôi ở trên đội tuyển quốc gia về môn Pencak Silat và môn vật, và hôm nay thay mặt đội tuyển thành công cũng như là riêng cá nhân tôi rất cảm ơn thầy. Tôi, Võ Sư Hoàng Thanh Phong, nguyên huấn luyện viên trưởng quốc gia môn Pencak Silat tại SEA Games 18 Thái Lan, võ sư công 18/18 võ cổ truyền Việt Nam, chủ nhiệm Võ Đường Thanh Phong, tuyên bố buổi trình diễn báo cáo kết quả qua 4 tháng tập luyện của các môn sinh Võ Đường Thanh Phong bắt đầu.